Sao mợ lại đến đây? Anh Sơn! Không, tôi không phải là Sơn. Xin mợ hãy về đi. Không, đừng giữ em nữa. Không còn như thân thương cũ. Trên bức thơ còn ước đẫm lệ tương tư. Không phải anh thì là ai nữa? Mợ hai ơi, cậu Sơn đã chết rồi. Không, anh Sơn. Còn tôi chỉ là kẻ cô độc bơ vơ phong trần trôi nổi. Được bà thương cho nương náu một đôi. Mở để cho tôi được yên thân trong những ngày tàn. Một chân què một gương mặt như ác quỷ. Cô sống được phút giây nào chỉ là sống tạm mà thôi. Một khối tình nức nở giữa âm mưu. Một hồn đau dạ lần theo hương khói. Có còn gì đâu để thương, để nhớ. Còn gì đâu để đợi, để chờ. Sơn ơi, dù anh là tiên đồng hay ngạ quỷ, là người thật hay bóng mơ, em cũng không rời xa nữa. Sơn, cầm tu. Thà em cứ sống lờ mờ trong nhân ảnh hơn là em thấy một sự thật phũ phàng. Không, em không rời xa anh nữa. Không, không. Cầm tu. Thank you.
vui mà ngồi cười một mình vậy Cẩm Tú? Tú nghĩ cũng ngộ, đám mình đều là thanh niên, mà anh Vinh á thì thích đi chùa, còn anh Sơn thì cứ rảnh rỗi chở mình đi Phan Thiết để ngắm lầu ông Hoàng, buồn chết à. Hôm nay bọn mình định tổ chức buổi tiệc tiễn anh Vinh đi tu nghiệp, thì anh cũng chọn địa điểm này. Sơn á thì Liên không rõ lắm, nhưng anh Vinh, Tú quên á là cốt của bác trai, ba anh Vinh gửi ở chùa này sao? À, xin lỗi anh Vinh, Cẩm Tú vô ý quá. Không có gì đâu, hôm nay anh rủ các em đến đây là để chào từ biệt ba má. Bác gái cũng ở đây à? Phải, bà không muốn xa ba anh. Các em biết không, anh có nhiều điểm giống má anh lắm. Hồi còn sanh tiền á, bà không thuộc vào những người phụ nữ mê tín dị đoan, nhưng mỗi khi có việc chi cảm thấy trong lòng không ổn thì bà lại đến đây lễ Phật và gửi trao tâm sự với người chồng thương yêu đã cách xa. Tuy đã lìa trần, thân xác gửi nơi này, khi còn lửa loạn hay lúc gian nan, cha luôn bên mẹ trọn tình nghĩa ân quý chung, nên lòng anh đã theo chân thân phụ suốt đời lo cho bệnh nhân. Anh đi xứ lạ quê người, lòng buồn nhân dân hy vọng, khi anh quay trở lại nhà nỗi mừng khi được sống. Một bác sĩ chân tài như bác hai. Cảm ơn các em. Anh hứa khi đến xứ người, anh sẽ đặt hết tâm trí vào việc học, để thành một bác sĩ có tài có đức như ba mà công hiến cho đời. Ra đi đôi với Liên anh đã ước hẹn rồi. Liên là một cô gái có nhiều nghị lực, nên người anh lo âu nhất là Cẩm Tú và Sơn. Anh Vinh, hai em có gì để anh băn khoăn lo ngại, anh cứ dạy tụi em sẽ vâng theo. Mặc dù hai em có hai mẹ yêu thương và hai em rất ngoan hiền hiếu thảo, nhưng anh sợ. Có phải anh sợ chúng em vì tình yêu mà xa lánh hồng? Vậy anh lo cho Sơn và Cẩm Tú việc gì, anh cứ nói ra để chúng em biết mà sửa đổi cho anh yên lòng. Tuy không phải là một thi nhân mà tâm hồn Sơn lại giàu cam lê, sống trong giàu sang nhung nhuộm, nhưng đôi mắt lúc nào cũng xa vắng mơ mông, như gửi hồn mơ tận chôn xa xôi, quên mất tương lai trước mắt đang rạng ngời. Nếu Tú đã quyết cùng Sơn dung bồi hạnh phúc, thì có bận tâm chi để Sơn phải dài sức lo buồn. Ngày ra đi, anh mong em trai anh đừng yếu mềm như lao sậy, mà phải như cổ thủ tự mình đứng thẳng dương cao. Anh Vinh ơi, em chẳng có chi buồn lo cả, xin anh cứ lòng đừng bận giả vì em. Có
lẽ em bị ảnh hưởng vì xem quá nhiều tiểu thuyết và thơ văn lãng mạn. Từ dài em nên thực tế hơn. Anh yên tâm đi, em sẽ nhắc nhở anh Sơn mà. Xin lỗi các bạn nha, Bảo chạy ra chợ tìm mua ít bánh trái nên đến trễ đó. Bọn này cũng vừa mới lễ Phật xong. Coi coi Bảo mua cái gì mà nhiều quá vậy. Đây, đây là bánh bao ngọt nè, nhưng đậu đen mà Cẩm Tú ưa nhất đó. Còn đây hả, đây là trái lòng mứt mà... mà Cẩm Tú ưa. Trời ơi, hôm nay là ngày đưa tiễn anh Vinh, mà anh không lo gì cho anh Vinh mà cứ lo cho Tú không à? Có chứ, Bảo biết 3 năm ở nước ngoài anh Vinh sẽ thèm món ăn Việt Nam, nên Bảo đặt sẵn bữa cơm trưa nay. Những món mà anh Vinh ưa nhất là canh chua cá rô, gà xào xả ớt, lại thêm món ớt xào lăng. Anh Bảo quả thật là bạn hiền, vì anh thuộc nằm lòng những món bạn đã. Thấy các em tình thâm nghĩa trọng, anh vui mừng yên dạ ở xứ xa. Qua 3 năm nếu anh chẳng thành tài, em sẽ qua bến liền để kiếm anh. Nếu chỉ để kiếm anh thì chẳng phải nhọc lòng, còn kiếm tương lai thì anh lại hoan nghênh nha. Anh nhớ lời nha, em mà theo anh á thì một là giữ chân anh cho liên, còn sau đó là theo sát anh để lo sự nghiệp cho anh yên tâm. Hay quá, phải tưởng anh Sơn chỉ có câu nói hay quá xá đó nghen. Thưởng cái gì mới được đây? Nè, cái gì thì anh sẽ biết sau, còn bây giờ thì mình về tìm cơm trước đi, em đói bụng lắm rồi đó. Tụi em về đằng trước để sắp đặt, anh chị thủng thẳng tới sau nha. Không cần đâu, tụi mình đến đó cùng một lượt, phải không Liên? Nè, muốn cho anh chị một lúc dung dăng dung vẻ mà không muốn thì Ali hấp, nhanh lên. Anh Sơn à, anh nói 3 năm anh Vinh chưa về thì anh qua bển với ảnh hả? Vậy còn em thì sao? Anh định bỏ em ở lại à? Làm sao bỏ em lại được? Cẩm Tú à, chúng ta đã sinh ra và lớn lên cùng một quê hương xứ sở, cùng học chung trường, chẳng rời xa nhau, khăng khít mặn ngày nồng, khuya sớm cùng trao dồi học vấn. Anh thiết nghĩ chẳng mấy ai có được hạnh phúc này như chúng ta. Phải vậy không em? Anh Sơn ơi, em trân trọng giữ gìn ấp yêu. Tình yêu anh mãi mãi suốt đời không phai. Em thầm mong như cha mẹ khi xưa cũng khấn nguyện không bao giờ duyên mình gian dở. Nếu mất anh cũng như cây xa rừng, như dần trăng thề mãi sẽ làm đôi. Còn anh nếu mất em rồi như cành khô trôi lá, em cứ mong sau này chúng mình sẽ được thành duyên. Cẩm Tú ơi, việc cưới nhau là lẽ dĩ nhiên, có chi phải bận lòng ước mong hay trong đời. Còn chúng ta nay chuyên cần học tập để công thành danh toại, cho hai mẹ trong lúc tàn niên được khá già vui lòng. Chúng ta hãy còn quá trẻ để tính toán đến việc vợ chồng,
sợ. Nếu anh thay lòng đổi dạ thì sao? Với em sao anh lại đổi thay? Khi em trong trường đã ngoài ngõ, của bao người si tình dây quanh xâm xích, còn anh đây mới phập phòng lo sợ, sợ mất nghe nàng tiên cầm tu. Cái anh này nói thật không đó? Đừng có nịnh nghe. Nè, hôm nay lần đầu thấy anh cười nói vui vẻ như vậy đó. Em không nhớ lời anh Vinh rầy anh sao? Sao hả? Anh không muốn thấy anh yếu mềm như lau sậy, mà phải là cổ thụ đứng thẳng dương cao để tỏ mặt với đời. Anh Vinh giờ đang lập thân ở tận phương trời, dưới một hoài bão ước mơ trở thành một người hữu dung, để sau này giúp đỡ cho xứ sở quê. Ở lại nhà anh sẽ nuôi bước anh Vinh, bỏ hẳn thói cợt gió cười trắng sầu tứ dơ dần. Đường học vẫn còn tên thang vô tận, anh sẽ không phí hoài cái túi mong còn xanh. Thì từ dài anh không còn năm thơ hàng mặt tử, không còn kìa anh Bảo. Giỏi quá ha, hai người lén đi không nói với Bảo một tiếng nào hết à? Tại thấy Bảo đang nói chuyện với các bạn chứ bộ. Bạn nào cũng không bì được cái cẩm tú với Sơn. Hai bạn không nhớ là chúng mình cũng có những ngày hẹn nhau trên với một chiếc áo mưa trùm chung, ba đứa thật vô cùng ấm áp. Chúng ta lại có những kỷ niệm ngày thơ âu bắt dây đuổi chim, tập lội dưới sông nè, thả diều trên bãi cỏ. Đi đâu ba đứa chúng ta cũng có nhau. Anh Bảo à, nhưng bây giờ chúng ta đã lớn khôn, phải có hoàn cảnh riêng tư của mỗi. Rồi đây mỗi người mỗi vì bèo mấy tan tổ biết đâu. Nè, Bảo không có chịu nghe những luận điệu đó à nghe. Tại sao lại có ý nghĩa chia rẽ vậy chứ? Kìa, sao Bảo lại giận? Cẩm Tú chỉ nói chuyện nghe chơi thôi mà. Tụi mình còn chưa kết thúc đại học mà. Đàn ông con trai gì mà mỗi chút mỗi giận, lạ thật. Thôi mình về đi em. Ủa, không có ai nữa à? Không, mình chỉ mời các bạn thân thôi. Các bạn dùng bánh ngọt đi, có đủ thứ nước uống nè, trà, cà phê, nước ngọt. Hôm nay là bữa tiệc giả từ của chúng ta, chúng mình cùng uống trà ăn bánh để mừng ngày ra trường của chúng ta, và cũng để báo tin cho các bạn thân của Tú một tin mừng. Tin mừng à? Mừng. Tin gì vậy? Nói đi Tú. Tin đó sẽ tiết lộ sau. Còn bây giờ thì Tú muốn biết sau khi ra trường các bạn dự định làm gì nè. Ý kiến hay đó. Anh Bảo, anh nói trước đi. Bảo hả? Bảo thì... Thì sao? Có phải ở nhà cưới vợ không? Làm gì có việc đó. Chúng mình đều còn trẻ nè, có phải là còn tiếp tục học, phải không các bạn? Đúng rồi, chúng ta phải tiếp tục học. Nhưng Sơn và Cẩm Tú hơi ngoại lệ một chút à nha. Sơn muốn nói gì? Ý, khoan đã, anh Sơn à, một lát nữa hãy nói. Có gì mà úp mở dữ vậy? Có chuyện gì quan trọng vậy Tú? Không có gì lo lắng đâu, toàn là tin vui không hả? Tin vui? À, Liên biết rồi, tin vui thiệt đó nghe. Thôi, nói đại cho rồi. Sơn cũng chờ có dịp để báo tin chính thức.
Tú và Sơn sẽ đi tu nghiệp. Nhưng trước khi đi thì Sơn và Cẩm Tú do cha mẹ hai bên đã có lời đính ước, khi chúng tôi hãy còn thơ ấu là ra trường rồi phải lo việc hôn nhân, kết hôn xong sẽ cùng xuất ngoại một lần. Thời buổi này còn nói việc hứa hôn nghe thật là khó tin. Liên tin gì Cẩm Tú với Sơn ngoài tình bạn, còn tình đồng hương và cả đồng môn. Chúng tôi thân nhau từ lúc để chợm tới bây giờ, đâu ai mà có thể hiểu nhau hơn. Thôi chứ nên nói gì ngoài lề, bây giờ chúng mình hãy bàn việc tương lai. Sơn với Cẩm Tú thì vậy đó, còn Bảo với Thùy Liên thì sao? Liên sẽ xin thi tiếp cao học, còn Bảo... Bảo hả? Bảo... Bảo chưa có tính được. Tú và Sơn đã quyết định cưới ngay thì Bảo biết làm gì hơn? Ủa? Sao vậy? Anh Sơn ơi! Anh với Liên chào bác và xem ao cá của Tú đi ha. Đi anh. Anh Bảo không cùng đi à? Không. Tú à, Bảo muốn nói chuyện riêng với Tú. Chuyện gì vậy? Bảo muốn hỏi Cẩm Tú là từ lâu nay Cẩm Tú đối với Bảo thế nào? Thì Bảo lúc nào cũng là bạn thân của Tú, như Liên, như Sơn. Chỉ bạn thân thôi sao? Sao tự nhiên hôm nay Bảo lại hỏi Tú như vậy? Cả bốn chúng ta cùng học chung một trường, ngồi chung một lớp, khi đọc sách, lúc ôn bài đều có mặt bên nhau, thì có gì thay đổi khác biệt đâu. Có chứ, thì theo lời của Cẩm Tú thì nay Mai Sơn và Cẩm Tú thành hôn rồi cùng đi xuất ngoại để tiếp tục việc học và tạo sự nghiệp bên nhau. Còn ở nơi này thì lẻ loi cô quạnh mình tôi, lòng thương nhớ sầu héo mòn tương tư. Đừng nên suy nghĩ xa xôi, cho thêm hận buồn khi chia biệt mà thì không biết bao giờ tôi được nói. Tú cũng hiểu là cả ba chúng ta cùng lớn lên nơi mảnh đất quê nhà. Khi gia đình Cẩm Tú dọn đi, tưởng đâu mỗi đứa một trời, mai sao Bảo với Sơn lại được cùng Cẩm Tú chung trường chung lớp, chúng ta lại nối tiếp những ngày êm đẹp khi xưa. Càng gần Tú, Bảo càng tô đậm ước mơ, tình yêu trong Bảo như sóng cuồn lửa dày. Có ngờ đâu hôm nay Bảo như kẻ đắm thuyền lặng hụp chơi dơi giữa biển cả một mình. Bảo, Cẩm Tú thật không ngờ. Cẩm Tú, có thể nào Cẩm Tú cho Bảo một chiếc phao? Vì cuộc hôn nhân đó chỉ là một lời hứa hôn thời xưa cũ. Cẩm Tú, anh Bảo không biết là ngoài tình thân của cha mẹ hai bên, Tú với Sơn từ thuở ấu thơ đã chơi đùa bắt bướm thả diều, quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Đến khi lớn lên, không ngờ cùng chung chí hướng, chọn chung một ngành lại càng hiểu nhau hơn.
rồi trong những tháng ngày thực tập tình yêu tôi với Sơn đến thật em không. Tình yêu của hai người không phải là tình yêu thật sự, đó chỉ là tình thân thiện của những bạn bè chòm xóm mà thôi. Tú và Sơn cần phải có một thời gian xa cách mới thấy hết được mặt trái của tình yêu. Anh Bảo, anh nói vậy có nghĩa là sao? Nếu không vì sự vô tình khiến cho hai người có dịp gần nhau á, thì không bao giờ có tình yêu, mà đó chỉ là một tình bạn thân không hơn không kém. Anh Bảo à, xin anh đừng xúc phạm. Tôi cứ tin Bảo đi. Cần phải có sự vắng mặt của một trong hai người mới biết được đó có phải là tình yêu thật hay chỉ là ảo tưởng về một tình cảm mà hai người cho đó là tình yêu. Thôi, Bảo đừng nói nữa. Bảo thật lòng không hiểu được Tú và Sơn. Tú nghe Bảo nói mà cảm thấy như có một sự hận thù ác ý. Tôi nói thật đó. Rồi Bảo sẽ chứng minh cho Tú thấy. Tú giận anh, chỉ vì chị yêu mà gây cho Hồ Yên dậy sóng, chớ nên. Thôi, tôi đừng có nói nữa. Anh Bảo. Tú, trò gì vậy? Hai người đang cãi nhau à? Đâu có. Chúng tôi đang tranh luận về các tệ trạng của thời phong kiến. Thôi, tôi có việc phải về trước. Chào các bạn. Tú, chuyện gì vậy Tú? Không có chuyện gì. Anh Bảo kể cho Tú nghe một câu chuyện tình ngang trái. Của Bảo hả? Không, một chuyện tiểu thuyết mà Bảo định viết thử. Chuyện hay không Tú? Không hay lắm, vì kết thúc còn dang dở. Thôi, mình vào trong nghe nhạc đi. Tú thấy trong người hơi khó chịu. Đi em. Tình yêu của hai người không phải là tình yêu thật sự, đó chỉ là tình thân thiện của những bạn bè chòm xóm mà thôi. Không, đó không phải là tình yêu. Đó không phải là tình yêu. Đi em, anh về quê rước má lên liền. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xuồng ba lá. Chà, rước dâu ở kiểu đó chắc đi tới khuya mới tới nhà đó. Ủa, ai vậy cả? Bằng lòng đi em. Bằng lòng hả? Bằng lòng đi em hả? Bằng lòng có móc xì đó. Anh về quê rước má lên liền. Về cái đầu anh á, cái đầu mất dịch. Nè, tôi không có giỡn đâu nha, ướt hết trơn rồi đấy nè. Ê, ai biểu lẫn quẩn sau lưng người ta làm chi? Cái gì mà lẫn quẩn? Mà ở sau lưng mới biết được cái nỗi lòng của anh á. Bộ anh mơ cưới vợ lắm hả? Ai nói vậy? Ủa mà sao lại nói trúng quá vậy? Bởi tôi nghe anh hỏi mà. Bằng lòng đi em đó. Rồi còn hứa rước má lên liền nữa kìa. Chứ lại không nghe người ta nói hả? Cưới vợ phải cưới liền tay hay sao?
chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Ý trời đất ơi, làm ca sĩ chưa đã mà còn làm thơ nữa hả? Thôi, lại đừng có ngạo tôi. Tôi buồn tôi ca chơi, chứ như tôi như vậy nè, có ai mà bằng lòng để mà rước dâu rước rể gì đâu. Ý, coi vậy chứ anh cũng không đến đổi nào đâu nghe. Vậy hả Lai? Vậy thì Lai bằng lòng đi. Cái gì? Nè, anh nói ai bằng lòng chứ? Thì Lai đó. Còn lâu, đừng có nói khùng. Lo tới cây đi, vô thay áo còn làm công chuyện nữa. Chứ, làm bộ hoài à, giờ này còn làm gì nữa? Có đút trong bếp ráng coi tiểu thuyết á thì có. Nói nghe mà ghét, thân kẻ hạ người hầu, làm như là bà chủ à. Nên nhàn hạ suốt ngày, tụi mình như nhau, hai đứa giống y hả, thân ở đời khác chi. Cô đừng có giận nhăn nhó mà mất đẹp. Tôi nói giỡn mà thôi, tại thấy cô buồn so. Quẩn đâu mà quẩn, tôi giặt cả đống đồ, rồi đi soạn tủ, dọn dẹp mới rồi. Nè nè, đồ đạc cô hái hả, nhiều thế mà mê đồ nó đẹp làm sao. Bà vừa mới dặn tháng tới là nhóm họ phải dọn dẹp ngoài trong, tụi mình hết ở không. Chắc xỉu luôn quá, xíu ơi xíu. Ờ, tôi quên vụ đám cưới ha. Xin lỗi nha, nhưng cô hai vừa ra trường mà cưới chi gấp quá vậy? Hởm á, ba má cậu Sơn lên á hả? Tôi nghe bàn với bà của mình là cậu Sơn và cô hai sắp có giấy tờ xuất ngoại, cho nên phải cưới gấp đó. Nhà mình có mình cô hai, gã đi rồi chắc bà buồn lắm ha. Chứ sao, tôi thấy hả, bà cứ khóc hoài vậy làm tôi cũng khóc theo nữa nè. Ý, nhưng mà không được, thôi để tôi vô làm công chuyện để em thông kịp. Xí soạn vậy chứ cũng dễ thương. Sơn ơi, còn một tháng nữa là mình đã gần nhau. Cái vui tràn ngập cả lòng em, nhưng nỗi buồn xa ma cũng làm cho em say sút. Rồi đây tuổi già khôn quạnh, má chỉ có một mình, nhưng biết làm sao. Một tháng nữa Tú rời bỏ căn phòng của mình về làm người nội trợ cho Sơn. Tú sẽ dọn dẹp căn phòng cho Sơn, Tú sẽ thay hoa tươi nè, căng rèm xanh cửa sổ, ánh sáng ban mai sẽ tràn vào, không còn màu u ám như xưa. Chàng đã với ai đi tới bờ cao trầu lễ vật ở nhà em. Má em nhận gà không đòi cưới, thấp thỏm em mừng được tâm chịu ảnh hưởng của Sơn, thích thơ hàng mật tử. Sơn ơi, chúng mình đều là những kẻ yêu thơ, nhưng biết bao nhiêu thi sĩ tài hoa, duyên số nào khiến xui anh chỉ mê sai thi sĩ hàng mật tử. Nhớ lại mấy kỳ bãi trường, Sơn đều đón Tú về quê. Những ngày mình ngồi tựa bên nhau, chưa mong em
khi tháng năm qua dần trên những vết đau đời người. Đời còn gọi tên nhau, cuộc tình ngày đó chưa nhạt phai, chưa muôn sớm mai em về. Gặp lại nhau khi nắng đã phai dần trong buồn tuổi xuân, buồn tình và tình yêu đôi lúc qua cuộc đời như những dấu chân âm thầm. Đời còn gọi tên nhau, cùng tình ngày đó chưa nhạt phai, cùng những giấc mơ thân tiên. Ân tình cũ sao bao năm đi qua đời nhau, bỗng một ngày nghe như nuối tiếc trong tâm hồn. Khi tình yêu đã thiên thu nửa đời, cách xa rồi vẫn còn một chút bâng khuâng. Gặp lại nhau khi nắng đã phai dần trên vùng tuổi xuân, vui buồn tình và tình yêu đôi lúc qua cuộc đời như những dấu chân âm thầm. Đời còn gọi tên nhau, cuộc tình ngày đó chưa nhạt phai, cùng những giấc mơ thân tiên. Sơn à, em muốn hỏi anh, tại sao bao nhiêu thi sĩ anh lại chỉ mê sai Hằng Mặc Tử? Sơn có ông chú họ làm việc ở Quy Nhơn á, lúc nhỏ ông thường kể cho Sơn nghe chuyện thi sĩ Hằng Mặc Tử. Tự nhiên lòng Sơn sanh niềm cảm mến, thương xót cuộc đời của người thi sĩ tài hoa nhưng bất hạnh. Anh Sơn à, Tú muốn biết tại sao anh hay lo buồn, suy nghĩ vẩn vơ, anh không thấy trước mắt ta đang mở rộng một tương lai. Anh phải vui lên mà đón nhận cuộc đời của một bác sĩ độ thế cứu người, chứ đừng u quốc tâm sự một thế nhân. Qua nghiêng nghiêng đang nhìn ta như để chia mừng, chúc cho mối tình đầu lung linh ảo huyền mà đẹp tựa như hoa. Lòng anh sao vẫn cứ phập phồng, luôn sợ cảnh bể dâu. Anh Sơn à, sao lại có cảnh bể dâu? Chỉ còn hơn tháng nữa là làm đám cưới rồi mà cứ nói cái gì đâu không à. Anh làm cho em cũng phát lo theo à. Em thề là... Cẩm Tú ơi, thề thốt mà chi, khi đôi trái tim yêu cùng chung nhịp thở. Anh xin lỗi đã có những ý nghĩ bâng quơ làm cho em buồn bã. Hãy cười lên đi khi trước mắt ta lá hoa đang nở tươi ngàn sắc muôn màu. Tất cả
nữ. Vì lỡ rơi trên ngọc nên đọa lạc xuống trần gian. Ngọc nữ tuổi nhiều nên phải hầu hạ tiên đồng, phải chịu làm vợ sanh con cho tiên đồng, ở không đánh đàn đọc sách phải không? Nói bậy nè, thời nay làm gì còn ở không đánh đàn đọc nghi sách, làm gì có vũ ngọc nữ hầu hạ tiên đồng. Có không, hồi sau phân giải. Hồi sau thì còn lâu quá. Tú, em xem kìa. Anh mong chờ qua muôn màu tỏa hương, cũng như qua anh nước ao mong chờ. Thời gian đến mau sớm đến ngày hôn lễ, mình ở bên nhau chẳng lo ly biệt. Em chỉ buồn mai đây mắt khổ sầu khi phải xa em. Má một mình ở nơi đô thị hay mình rước má về đây, để hai bà quả phụ bớt cô đơn trong cảnh thủ tiếc thở trong. Nếu được như vậy thì sung sướng biết bao. Sau ngày cưới chúng mình còn du học. Anh Sơn à, ở xứ người mình có đôi có cặp, hai mẹ ở gần đó trong trại Hoành Hiêu. Anh Sơn, anh tính hay quá. Cẩm Tú, má, má làm con hết hồn à. Con làm gì ôm hình thằng Sơn mà cười một mình vậy? Má, má biết không, hôm trước anh Sơn nhắc vụ đám cưới, con buồn quá à, con không muốn xa má đâu. Con buồn sao lại cười? Tại anh Sơn nói đám cưới xong sẽ rước má về nhà sống chung với tụi con, với mẹ chồng con nữa đó. Ý, không được đâu con. Còn nhà cửa, tất cả kỷ niệm của ba con, má đâu bỏ được. Má, nếu má không chịu vậy thì lúc lấy chồng làm sao con vui cho được chứ? Con gái lớn á thì phải đi lấy chồng. Đừng buồn nữa con à. Má, má ơi, khi con theo chồng thì nhà này má sẽ cô một mình một bóng, khuya sớm ra vào còn ai chăm sóc. Má vui lắm con à. Má chỉ hơi lo thôi. Má, má lo việc chi vậy má? Má lo nhiều nỗi lắm con à. Từ nhỏ con không rời xa gối mẹ, nay cất bước theo chồng, dù chẳng phải là nơi xa lạ, nhưng bổn phận làm dâu làm vợ, trong bước đầu tiên tránh sao khỏi bỡ ngỡ sai lầm. Biết người ta có thương con dâu như con đẹp,
dậy sớm hầu hạ mẹ chồng cho trọn đạo dâu con. Má anh Sơn là người hiền lương nhân đức, giả lại thời nay chứ đâu phải là thời phong kiến cổ xưa. Bà thường vuốt tóc con rồi bảo: con gái là con như vậy thì má yên tâm. Dạ chào bác. Ủa, Liên, Cẩm Tú. Trời ơi, ngày vui sắp đến thì sao mà bác và Cẩm Tú nét mặt không được vui vậy? Ôi, cái con Cẩm Tú nó đang nhõng nhẽo đó mà. Trời ơi, nhõng nhẽo hả? Mì á nghe, có phước lắm á nghe. Có mẹ để mà nhõng nhẽo. Còn ta thì lấy chồng không biết nhõng nhẽo với ai đây nữa. Còn anh Vinh chi? Anh Vinh đó hả? Tiếc quá, đám cưới mà không có ảnh làm phụ rể. Liên chọn anh Bảo tạm đi. Nè, hai đứa nói chuyện đi. Bắt ra Bảo một xíu với con Lài nó lo dọn dẹp nhà cửa nha không? Dạ. Nè, Liên à. Ừ? Sao? Chịu Bảo làm rể phụ không? Trời ơi, Tú ơi, không hiểu thì sao mà Liên không có thiện cảm gì với Bảo hết á. Thôi mà thôi đi, để đến bữa ấy rồi tính. Bây giờ mình ha, mình cho Cẩm Tú xem chiếc áo phụ dâu của mình nha. Nè, có đẹp không? Đẹp quá à. Liên à, chiếc áo màu hồng điểm qua bạc long lanh, nhìn xem sắc bạc trắng nổi lên, trông đẹp vô cùng. Băng tuyết mai rủi bởi số phận chứ phải đâu vô màu sắc. Mình nghĩ chuyện xưa nay là điều có lý, có cổ thì phải có kim, ta đừng phê phán ai trúng ai sai. Tư tưởng của bồ thật là cao siêu. Thôi cho mình xem áo cưới cô dâu đi. Chờ một chút đi, cái gì mà nóng dữ vậy? Đây nè. Ui, hết ý nha. Đến ngày cưới mình sẽ đính vào một hoa hồng nhung tươi thắm. Sao lại một đóa phải hai đóa chứ? Còn chú rể nữa làm chi? Quên chứ. Cô hai, cô Liên ơi, bà kêu xuống gấp kìa. Cái gì mà mặt mày xanh lét vậy hả? Dạ. Thôi đi lẹ đi, đi lẹ. Má à, có chuyện gì không vậy má? Cẩm Tú. Má. Trời, tội nghiệp của ông tôi. Má, có chuyện gì vậy má? Ông hai, có phải... Cô ơi, cậu Sơn đã... Đã sao? Ông nói lẹ đi. Cậu Sơn đã chết rồi. Ông nói gì? Dạ thưa, cậu Sơn đã chết trong cơn hỏa hoạn rồi. Trời. Trời ơi. Anh Sơn. Cầm tú. Hãy tỉnh lại đi. Cầm tú. Cầm tú con. Anh Sơn ơi, sao anh lại nỡ ra đi, bỏ mình em dưới núi đoạn trường, bể hận chân mờ, sống lệ mong trào dâng.
được thấy mặt anh Sơn. Con không tin, con không tin anh chết đâu, con không tin anh chết đâu mà. Thưa bà và cô hai, đó là sự thật. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ông hai, dầu sao thì tôi cũng phải đưa Cẩm Tú để cho nó chịu tan chồng. Thưa bà, bà chủ tôi có nhờ tôi lên thưa với bà và gia đình. Bà tôi bất hạnh anh luyến lị đến cô hai. Bà xót lòng cho phận bạc hồng nhan. Bà dặn cô hai phải nghĩ đến mẹ và hai bên mà nên thảm dặn đau. Chị xui là người nhân hồ, thương xót vô con trong cảnh lỡ làng, tôi cảm kích vô cùng. Bà tôi dặn rằng việc hôn nhân bà đã hủy bỏ hôm nay, nhưng tình giao hảo hai nhà vẫn thân thiết như thuở nào. Cùng lo cho cô hai yên phận, đẹp duyên lành mai sau. Kìa, Cẩm Tú, mày làm gì vậy hả? Buông dao xuống con. Đừng. Ông hai, ông về thương lại mẹ tôi. Đúng ngày tháng đã định, đàn trai phải đến suốt dâu. Bằng không tôi sẽ tự tử với lưỡi dao này. Con Cẩm Tú. Con ơi, nhưng thằng Sơn nó đã chết rồi. Anh Sơn chết thì linh hồn anh phải đến rước con. Con mẹ, con mẹ ơi, không ai chia cách con với anh Sơn được đâu mẹ ơi. Cẩm Tú, Cẩm Tú ơi, dầu sao định mạng cũng đã an bài, tối tình chi mà tu lại hủy hoại cả một thời xuân. Để khổ cho mẹ và Sơn, nơi cõi u minh cũng không yên ổn linh hồn. Tôi tạo thêm chi cho sông gió dập dồn, vết thương nào rồi cũng có ngày hàn gắn. Đừng khơi sâu cho vết nứt càng loan. Tôi với Sơn đã từng hẹn miệng thề non, sống ở chung nhà chết cùng chung mộ. Tôi không thể chết theo Sơn sợ mẹ già đau khổ, thì tôi phải sống với linh hồn của Sơn. Dạ thưa bà, ý bà sao? Ông hai, ông hãy thưa lại với chị xui, nên chịu ý nó. Dạ, chào bà, chào cô hai. Con, tội nghiệp con của tôi. Thank you.
Sơn ơi, đêm nay là đêm thứ hai, đêm nay em mới được một mình sống chung với anh đây. Ngày hôm qua anh có biết không, trước bàn thờ làm lễ gia tiên, hai mẹ cả họ hàng đều không, trong màn lễ chập chờn, em thấy bóng anh mờ áo ở bên em. Đôi mắt rạng ngời nhìn em chàng chưa yêu thương, rồi thì tan biến mịt mờ trong khói hương. Sơn ơi, sao anh lại quên lời ước hẹn? Tình yêu bất diệt, dẫu mấy phong ba, tình vẫn trọn tình. Cầm tú con ơi, chớ nên thống khổ đoạn trường. Dẫu sao con cũng còn có mẹ, có bạn bên mình hôm sớm cùng con. Cẩm Tú, uống ly sữa rồi đi ngủ đi. Bác về trển sắp xếp xong công việc, vài bữa sẽ xuống. Ở đây có bác gái và Liên bên cạnh nè, cứ ráng lên đi, đừng có phiền muộn nữa nha. Phải đó con sầu khổ hoài như vậy, thằng Sơn nó cũng không chịu đâu. Mẹ cứ yên tâm đi, nghỉ đi. Con uống sữa xong con sẽ ngủ liền mà. Liên à, mày cũng đi ngủ đi. Ừ, thôi ngủ đi nha. Bác và Liên cũng đi ngủ đây. Nè, còn khóc á là Liên về đó nghe. Sơn ơi, tụi mình đã làm khổ mẹ, khổ Liên, anh có thấy không? Giọt lệ chứng tỏ Cẩm Tú cả đêm thao thức dưới đèn khuya. Giờ thì nàng đã mỏi mệt ngủ say. Cẩm Tú ơi, tuổi tình chi em lại đeo đắng chút tình đã lỡ. Hãy kể như Sơn đã lìa cõi dương trần, sống chết đã cách ly vời, số phận bởi do trời, đừng đau khổ nữa em ơi. Hãy cố mà quên, đừng để lỡ làng tuổi mộng thanh xuân, cô sống cho mình, rõ hơn mà đau thương đã làm cho xuôi lệ tuôn trào. Anh
Anh Sơn, anh Sơn. Tố, Cẩm Tú ơi, chuyện gì vậy? Liên đây nè. Tố, con làm gì vậy con? Mẹ, mẹ ơi, Liên ơi. Bình tĩnh anh lại Sơn con. Anh Sơn vừa hiện về. Không, không, không có đâu con à. Đó, đó chỉ là mộng mễ thôi Cẩm Tú à. Không, mẹ ơi, thật chứ không phải mộng đâu. Vì đây là những giọt lệ như ai rơi trong khúc giây, và hương tình như dương vẫn quanh phòng, lời ru em nhắn sao con nói gì vậy Tú? Thằng Sơn nó là con ruột của mẹ mà. Mẹ, mẹ ơi, con ngờ trong cái chết của Sơn có gì bí ẩn. Có phải chăng Sơn bị người ta ám hại mà mẹ giấu con đêm nỗi đau kia vùi lấp xuống? Sơn một cái chết bất ngờ. Con hoang mang vì con và Sơn đã ghi tâm khắc cốt, tuy hai mà như một, tưởng chừng như cùng một tâm linh. Tại sao trong giờ hấp hối Sơn chẳng gọi con đi có một tiếng trôi trăng, một lời nhắn nhủ? Con biết chờ đợi Sơn hỏi cho xa lẻ, dầu trên cõi thiên thấy mẹ khổ ấy không Sơn? Bác đừng buồn, Cẩm Tú chỉ trong cơn khủng hoảng nói bậy bạ vậy thôi. Cẩm Tú à, đừng có làm cho bác đau lòng nữa mà. Con ơi, cái chết của Sơn không có gì bí ẩn, chỉ vì giả môn bất hạnh nên trời đã cướp đi một đứa con duy nhất của họ Trần. Có nỗi đau nào hơn cảnh vợ mất chồng? Nhưng cái khổ của người mẹ mất con lại càng thâm thiết. Mẹ phải nuốt thầm nước mắt khi nhìn con dâu phải reo hắt dưới đèn. Con xin lỗi mẹ, mẹ đã mất anh Sơn. Con phải thay anh Sơn tạo niềm vui cho mẹ. Con vui là được rồi, khỏi cần hầu hả mẹ. Con đi ngủ đi Liên, đi nghỉ đi con. Dạ, bác đi nghỉ, con ngủ đây với Tú. Vậy tốt quá. Liên à, Tú nói Liên đừng có giận nghe. Thôi ngủ đi mà. Tôi muốn ngủ một mình vì có Liên. Tôi sợ anh Sơn anh mắc cỡ, anh đâu có dám hiện về. Trời ơi, hết nói nổi rồi,
trên đời này chắc có mình Tú quá. Thôi được rồi, ngủ một mình thì đừng có la khóc nữa nghe, đừng có làm khổ bà già nữa nghe không. Ngủ đi. Tôi hứa mà. Ừ. Ai đó? Ông hai, ông hai ơi, có ai đi ngoài vườn kìa ông hai ơi. Cô Liên, có chuyện gì vậy? À, tôi vừa thấy có ai đi ngang đây nè. Có ai đâu cô, tôi mới đi đồng vô đó. Trời ơi, vậy mà làm tôi hết hồn à. Thôi ngủ đi cô, không có gì đâu. Dạ. Có phải ông hai thật không? Lúc này mà có anh Vinh nó thì hay biết mấy. Mai mình về trển điện qua chảnh mới được. Tại sao lúc nào tôi cũng là một cái bóng ở bên lề cuộc sống của họ? Tôi cũng yêu và cũng mong được hưởng hạnh phúc như mọi người. Tôi muốn quên đi Tú ơi, bảo không quên được Tú, anh không quên được em. Bác à, bác sắp xếp rồi xuống với Cẩm Tú ít ngày đi. Con thấy nó chỉ gượng thôi, chứ sắc mặt nó càng ngày càng xanh xao tiều tụy. Có lẽ rồi bác cũng phải chịu lỗi với bác trai, sắp xếp trên đây để về gần gũi với nó. Con của bác thật là xấu xố. Tình của Sơn và Tú bị cách bức thê thảm quá nên khó mà nguôi ngoai. Bác à, có chuyện lạ là mấy đêm liền Cẩm Tú đều thấy Sơn hiện về thăm nó. Không lẽ thằng Sơn nó chết oan ức? Cẩm Tú nó cũng nói vậy á, nhưng mà bác Sáu, mẹ chồng của nó thì khóc lóc quả quyết là Sơn chết bệnh. Bác phải xuống đó mới được. Ơ kìa, có tiếng ai ngoài cổng kìa. Cậu Bảo, cậu mới về, mời cậu vô, có bà với cô Liên ở trỏng á. Ủa, cổng Du Quy, đám cưới của ai vậy? Cậu không hay gì hết à. Tôi ở Đà Lạt, chỉ được tin Sơn chết nên lật đật về. Mà sao lại chết đột ngột vậy? Nghe nói cậu bị hỏa hoạn chết liền. Sơn đã chết. Chị Cẩm Tú đã vội đi lấy chồng à. Cậu Bảo ơi, đây là việc là chưa bao giờ xảy ra. Cậu Sơn thiệt mạng, gia đình định quỷ của hôn nhân. Nhưng cô hai quyết định liệu mình, đám cưới phải như đã định rồi. Mặc áo cô dâu tay ôm linh dị, đám cưới mà buồn như một đám ma. Trời hỡi có hay lẽ nào như vậy được. Tôi như kẻ đắm thuyền trước một trận phong ba. Cậu Bảo, cậu Bảo, chạy đâu vậy sao không vô nhà? Ai vậy xíu? Dạ cậu Bảo đó. Ban đầu cậu nói nha, tin cậu Sơn chết nên về thăm. Cái cậu hay tin đám cưới cô hai là kêu trời kêu đất rồi bỏ đi à. Con không biết sao nữa. Chà, cái anh Bảo này kỳ à. Nghe Sơn chết sao không vào thăm? Lạ ha, hồi nhỏ tụi nó chơi thân với nhau lắm mà. Bà ơi, hồi nhỏ con thường nghe tía con nói thơ như vậy nè. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Không chừng trúng vô cậu Bảo đó bà. Thank you.
cả tháng nay quanh quẩn trong phòng buồn quá, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Mẹ tôi đâu rồi bác hai? Dạ bà đi chùa rồi hốt thuốc cho mợ luôn, chắc trưa bà về. Thiệt tội nghiệp cho mẹ tôi quá. Ý mợ qua đó làm chi? Trời ơi đâu còn gì. Tại sao vậy bác hai? Hôm quả táng cậu hai, bà không muốn thấy vật gì của cậu làm bà đau lòng nên bà thiếu hết rồi. Người chết không thấy mặt, cả di vật cũng không còn, đời tôi sẽ bất hạnh quá vậy. Việc may rủi mất còn đều do định số, đâu có ai muốn. Mợ còn trẻ lắm, đường đời còn dài, mợ hãy cố mà quên đi. Làm sao mà tôi quên được hả bác hai? Cũng phải cố mà quên được mợ à. À thôi, mợ ở nhà nhớ đừng đi đâu nghe, để tôi đi rước bà. Bác đi lo rước mẹ tôi đi, tôi đâu còn bé bỏng gì mà bác sợ. Vả lại ngôi nhà này tôi quen thuộc quá rồi. Dạ tôi đi nghe mợ. Ngày xưa anh Sơn thường dắt mình ra bờ sông chèo xuồng câu cá. Mình ra đó để coi chiếc xuồng mẹ còn để đó hay không. Chỗ này ông hai không chịu dọn dẹp để âm u quá, không thấy bờ sông đâu hết, dường như có người. Ai đó? Cho tôi hỏi thăm. Ông à, ông quan đi đã. Cho tôi hỏi thăm, đường nào ra tới bờ sông vậy ông? Dạ đi mé bên trái á cô. Ông à, ông là ai mà lại ở trong vườn đất của tôi vậy? Dạ tôi là tá điền cũ của ông bà, vì bệnh hoạn nên bà thương cho tạm trú ở đây. Ông không có vợ con gì sao? Dạ không. Rồi ông làm gì để sống? Dạ hằng ngày tôi bắt cá giăng câu đắp đổi qua ngày. Mẹ tôi không chu cấp gì cho ông sao? Dạ có chứ, bà cho tôi gạo muối và quần áo. Ông có bệnh gì mà che kín mặt vậy? Cô đừng tới gần. Bệnh tôi là bệnh truyền nhiễm, nói ra thật rất đau lòng. Khi mặt mày không còn như nét ngày xưa, bè bạn quanh mình ai cũng gian xa, không vợ không con mà cũng chẳng có người thân. Chẳng lẽ đau thương trời chẳng tha ai trong cõi tạm này, nuôi tiếc luân lưu trong sầu đã tuyệt vọng. Ta khóc cho mình hay khóc cho người mà lệ cứ tuôn xa. Kìa Cẩm. Ờ không cô, cô trẻ đẹp lại đang ở trong cảnh giàu sang, tại sao trong lời nói như chất chứa nhiều đau khổ? Giàu sang? Giàu sang mà làm gì khi chồng tôi đã chết? Người ra đi đã đem cả nửa hồn tôi. Vậy cô là mợ hai, xin lỗi, mợ hãy về đi. Kìa, tôi xin phép. Ông ạ. Mợ hai ơi, mợ hai ơi. Cẩm Tú. Trời ơi, mợ đi chi ngoài này gió mái, vô lẹ đi mợ ơi. Bà về, không có mợ là bà lo lắm á. Trời ơi, còn bệnh mà đi chơi xa quá vậy Tú. Ủa? Ai vậy?
Tú cũng mới biết. Ông đó nói ông là tá điền cũ của ba má chồng của Tú, thấy bệnh hoạn cho nên má cho về ở. Phải đó, thấy chú không có bà con thân thích nên bà cho ở. Coi vậy cho cũng đỡ, chú coi giường cho mình luôn. Nếu anh Sơn còn, ảnh không cho ông ấy ở ngoài này đâu. Đang bệnh hoạn mà ở một mình xa xôi hẻo lánh như vậy, lỡ có chuyện ai mà hay biết. Mợ thiệt là người nhân đức. Thôi đi vô đi, tay chân gì mà lạnh ngắt hết rồi nè. Anh Vinh đang săn sóc cho bác ở trỏng á. Anh Vinh về ra? Ảnh mới về, cùng xuống đây một lượt với Liên đó. Bác Hai à, bác đón mẹ tôi về ra. Bà về rồi, còn hơi mệt, nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi. Thím à, thím nằm nghỉ một chút rồi sẽ khỏe ngay thôi. Cảm ơn cháu. Thấy cháu thím lại nhớ thằng Sơn. Mẹ, anh Vinh. Kìa con đi đâu để mẹ lo quá vậy? Mẹ tha lỗi cho con muốn đi tìm chiếc xuồng nhỏ của anh Sơn. Cháu coi nè, suốt ngày nó cứ lảm nhảm gọi mãi thằng Sơn, nó đi tìm đồ đạc của thằng Sơn, thím khổ quá. Cẩm Tú à, anh vừa về nước, nghe tin chẳng lành cho nên anh vội xuống đây. Anh nhìn bác ở trên nhà, rồi xuống đây thấy em, thấy thím, lòng của anh đau xót quá. Cẩm Tú ơi, xa nhà mới có 2 năm mà xảy ra không biết bao nhiêu là cuộc biến thiên. Cẩm Tú ngày xưa như chim sơn ca. Liêu lo trên cành cất cao giọng, giờ đây như đóa phù dung trong cơn lốc. Tới ta nụ hồng tàn ta né xuân thôi. Còn em Sơn lại giáng xuống nhà ta. Anh Vinh ơi, dẫu sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh chớ nên bi thiết. Từ nay con sẽ là con của mẹ. Chú Hai, chú bắt dịch nấu cháo cho tụi nó ăn. Dạ. Liên, Cẩm Tú có vẻ mệt đó. Con để nó ở đây với bác, con đưa Vinh ra sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nó. Dạ, đi anh Vinh. Mẹ với em Cẩm Tú nằm nghỉ nha, con ra thăm giường một chút rồi sẽ vào ngay.
Thùy Liên à, 2 năm trời rời xa quê hương xứ sở, mỗi tháng anh đều nhận của em một bức thơ, trong đó có cả thơ của Sơn và Cẩm Tú. Biết chúng em vẫn quay quần quấn quýt bên nhau, anh nôn nóng muốn trở về để cùng chúng em vui chung niềm hạnh phúc. Nhưng mà anh đâu ngờ buổi chia tay Sơn dính biệt anh rồi, anh em chia đôi đường đành cách trở âm dương, cách chia dở dang duyên tình đời người càng nghĩ thêm buồn đau. Anh Vinh làm người đâu bao điều ngàn trái, gió mưa phủ phàng trời cao khéo đa đoan, bởi liền thương xót bạn hiền nên cùng thề sớ chia niềm đau, thương em nhân hậu trọn tình nguyện lòng này thủy chung cùng. Thùy Liên, anh yêu em. Anh Vinh, em cũng yêu anh, và cả đời em cũng chỉ có yêu anh. Nhưng lúc này anh có hiểu ý bác không? Bác muốn anh thay thế anh Sơn để hàn gắn vết thương cho Cẩm Tú. Thùy Liên ơi, anh có thể thay Sơn phụng dưỡng mẹ già khí hương yêu, anh có thể săn sóc Cẩm Tú với tư cách một bác sĩ săn sóc bệnh nhân, nhưng anh không thể thay Sơn hàn gắn một vết thương tình. Tình Sơn với Cẩm Tú Sơn gắn chặt nhau rồi. Cẩm Tú gượng sống tuy là trong cô hoành, nhưng tâm hồn trái tim thì đã chết lành vì Sơn. Một bức tranh tình đã loang lổ vết tang thương, nhưng đôi với Tú vẫn là bức tranh đẹp nhất. Nhưng Vinh ơi, Cẩm Tú đang ôm niềm đau buồn làm sao ta vui hưởng hạnh phúc riêng mình. Không đâu Liên à, phương thuốc thời gian sẽ làm cho Cẩm Tú khuây dần. À, anh muốn hỏi Liên một việc nha. Việc gì vậy anh? Em đã theo Cẩm Tú về đây một thời gian dài, em có phát hiện gì về cái chết của Sơn không? Không, theo lời bác gái thì anh Sơn chết trong trận hỏa hoạn. Anh ngỡ là cái chết của Sơn có cái gì bí ẩn đó em à. Anh à, có lần Cẩm Tú đã hỏi bác như vậy, nhưng bác khóc lóc quá đổi thương tâm nên Cẩm Tú phải bỏ qua đó. Anh phải tìm hỏi bác quản gia mới được. Thế các bạn của Sơn á, có hay tin này chưa? Mẹ Sơn không thông báo cho một ai hết á, bà chỉ âm thầm làm đám tang cho Sơn. Thật ra thì mẹ Sơn quá đau đớn nên cũng không muốn kéo dài thêm hình ảnh bi thương. Em cũng hơi thắc mắc, nhưng thấy cũng hợp lý, vì cũng sợ Tú có thể quá đau khổ mà liều mình thì càng khổ thêm nữa. À, anh Vinh à, có việc em hơi hoang mang là cả tháng rồi Cẩm Tú đều mộng thấy Sơn về á. Chắc là tại Cẩm Tú quá nhớ Sơn chứ gì. À, có một lần á, Cẩm Tú bảo nghe tiếng Sơn thì thầm bên tai nó, và nước mắt rơi trên mặt nó, nó quả quyết cho là Sơn có những nỗi quan thiên nên hồn thiên chẳng siêu sinh, tìm người yêu tâm sự những âm dương chia biệt nỗi khổ chẳng trọn lời. Em nghe mà rợn người. Thùy Liên, em với Cẩm Tú đều là những cô gái tiến bộ, sao lại đi tin những cái chuyện quyền quặc như vậy? Bà mời cô cậu vào dùng cơm à. Dạ, chúng tôi vào ngay. Liên à, mình vào đi em. Dạ.
Cẩm Tú đã phát hiện rồi, không thể ở đây được nữa. Mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con. Sơn, chú định đi đâu? Ông lầm rồi. Tôi không phải là Sơn. Đừng trốn tránh. Hãy ngồi xuống đây nghe anh hỏi chuyện. Ngồi đi Sơn. Không, Sơn đã chết rồi. Lúc mới về đây, nghe mọi chuyện anh đã biết là em còn sống. Là trai, Sơn phải đối đầu với thực tế. Có đâu lại trốn tránh cho Cẩm Tú phải sầu khổ thâu đêm. Gối lẻ canh trường, khóc chồng không cạn lệ đau thương. Người đã tàn phế, còn gì để lấn chen. Phô bày trước thân nhân, càng tạo thêm đau xót cho mọi người. Tình Cẩm Tú với Sơn là thiên niên vàng đài. Sắc son một dạ như thành trì kiên định. Bão tố phong ba tuy cùng chẳng xa rời. Anh Vinh, anh Vinh không thể nói nên lời. Trước Sơn còn bao nhiêu bổn phận, thêm sợi tơ tình. Sơn anh bảo em đối mặt cùng thực tế, thì thực tế là đây. Trời ơi, đó chính anh mà còn bàng hoàng đau xót, thì làm sao Sơn có thể mặc đối mặt tay trong tay để cùng Cẩm Tú ái ân hương lửa chốn tân phòng. Trong chung đụng ấp nhiêu mà lòng ghê sợ hãi hùng. Anh Vinh ơi, trong cảnh tình như thế, anh có thấy tội nghiệp cho nàng và tội cả cho em. Cứ để cho em chịu sống cảnh âm thầm, cùng thời gian với thương tình sẽ từ từ hàn gắn. Trong tiềm thức Cẩm Tú còn giữ mãi dáng hình Sơn ngày cũ. Còn hơn phải khổ đau khi chứng kiến một sự thật phũ phàng. Lý lẽ của em đều đúng, nhưng em đã quên thím chỉ có mình em là trai. Giả lại còn anh nữa, làm sao anh đành lòng để em lang bạc nổi trôi. Ngoài cảnh này em không còn cách nào khác nữa.
Nếu để Cẩm Tú bắt gặp thì em phải tự tử thôi. Anh Vinh, em gian anh hãy để cho em đi mà. Sơn, em hãy nghe anh, em hãy nghe anh nán lại đây đi. Khuya đêm nay anh sẽ đưa em lên Sài Gòn chữa trị. Nếu cần thì anh em mình xuất ngoại. Anh Vinh, y học ngày nay đã tiến triển. Chỉ một năm thôi, chỉ một năm thôi là gương mặt em sẽ trở lại ngày nào. Anh mới về bác và chị Liên chưa được trọn vui. Ngài tải ngộ đừng vì em mà tạo thêm nghịch cảnh. Trách nhiệm của anh là một người bác sĩ, anh lo cứu người mà người cần cấp cứu chính là em. Mọi người đều tốt với em. Vâng, em sẽ nán lại đêm nay. Anh à, mỗi đêm mẹ đều cho Cẩm Tú uống thuốc an thần. Anh nhớ phải đi sớm trước khi nàng tỉnh giấc đó. Anh nhớ. Và Liên cũng cho mình uống thuốc an thần, nên vừa uống ly sữa xong là mình buồn ngủ. Đêm nay mình nhất định không uống. Mẹ ơi, mẹ muốn con ngủ say để quên hình bóng cũ, nhưng nào con có quên lãng được đâu. Trong giấc ngủ chập chờn, con đều thấy bóng Sơn. Sơn đã dán mặt nhìn con. Tại sao trong giấc mơ mình thấy Sơn cũng có vuông khăn che mặt, giống như gã đàn ông hôm nọ. Gã đàn ông mình chỉ một lần gặp mặt, sao cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Tất cả đều ngủ ý cả rồi. Một căn nhà nhỏ mới xây. Trời ơi, bàn chiếc, tủ sách, cây đàn, tất cả đồ đạc của anh Sơn. Rồi tím cũng khô,
tình ta chết yêu từ bao giờ. Từ nãy trong gió, trong mây gió, lời thảm thương rền khắp nẻo mơ. Kìa mợ, sao mợ lại đến đây? Anh Sơn! Không, tôi không phải là Sơn. Xin mợ hãy về đi. Không, đừng vui em, đừng vui em nữa. Phòng cột như thân thương cũ, trên bức thơ còn ước đẫm lệ. Với anh thì là ai nữa? Mợ hai ơi, cậu Sơn đã chết rồi. Không, anh Sơn. Còn tôi chỉ là kẻ cô độc bơ vơ phong trần trôi nổi. Được bà thương cho nương náu một đôi. Mợ để cho tôi được yên thân trong những ngày tàn. Một chân què một gương mặt như ác quỷ. Cô sống được phút giây nào chỉ là sống tạm mà thôi. Một khối tình nức nở giữa âm u. Một hồn đau dạ lần theo hương khói. Có còn gì đâu để thương, để nhớ. Còn gì đâu để đợi, để chờ. Sơn ơi, dòng anh là tiên đồng hay ngạ quỷ, là người thật hay bóng ma, em cũng không rời xa nữa. Sơn, Cẩm Tú, thà em cứ sống lờ mờ trong nhân ảnh hơn là em thấy một sự thật phũ phàng. Không, em không rời xa anh nữa. Không, không mà. Cẩm Tú, Cẩm Tú, Cẩm Tú, tỉnh lại đi Cẩm Tú. Cẩm Tú, tỉnh lại đi Cẩm Tú. Cẩm Tú, tỉnh lại đi con. Cẩm Tú ơi, tỉnh lại đi Cẩm Tú. Không sao đâu, Tú bị xúc động, một chút sẽ tỉnh thôi. Bác ơi, sao bác lại gạt Cẩm Tú, cả cháu nữa? Anh Sơn, tại sao, tại sao lại làm như vậy hả anh Sơn? Xin mọi người hãy nghe tôi kể. Nhớ lại đêm đó, sau khi cả ngày dọn dẹp trang hoàng cho cuộc hôn lễ, cả nhà ai cũng mỏi mệt nên ngủ mê man, thì bỗng đâu tôi nghe tiếng thét của cậu Sơn. Tôi chạy vào thì phòng cậu đang phát cháy và cậu đang lăn lộn trong ngọn lửa. Tôi và bà bồng cậu đến bệnh viện Cần Thơ để chữa trị liền tay, nhưng cậu Sơn đã cháy cả mặt mày. Cậu khổ sở quyết liều mình tự tử, mà tôi hết đời năn nỉ khuyên can. Cậu giao hẹn với tôi, đem cậu về ẩn mặt phía nhà sau, và phao tin điện cậu đã chết yêu. Vì cậu biết mở hai son sắt một lòng giàu, biết cậu tật nguyện mở vẫn trọn tình chung. Thật là một cặp tình nhân hiếm có.
Sơn ơi, Sơn ơi, đừng trốn tránh em nữa, em buồn lắm. Sơn ơi, anh Sơn. Cẩm Tú, anh không còn xứng đáng. Anh Sơn, anh đừng nói những lời bi thương đó nữa. Hãy cho em được sống vui như những ngày em đềm thuở trước. Anh xem kìa, dần trăng vàng tỏa sáng như đêm nào chúng ta đã kề cận bên nhau. Hãy siết chặt em, đừng rời xa em nữa, để em được tận hưởng phút giây hương lửa sáng. Rơi dần mà lệ thảm cũng dầm tuôn. Cẩm Tú ơi, anh đâu phải là sắt đá, khi chỉ trong gang tấc mà ta cách nhau như mây núi mây sông. Nhìn em mà tắm phai hồng, mà anh tê tay xót đau như ngàn mũi kim châm nhói trong lòng. Cẩm Tú, em có biết không, đêm từng đêm nhìn em trong giấc ngủ mơ màng, tình yêu thương chưa chan vô hạn mà không sao thốt ra nên lời, nên đành nhạn cùng bay khi em là một thiên nga, còn ảnh chỉ là loài quả đen xấu xí. Sơn, em đừng gây thêm niềm khổ đau cho Cẩm Tú, đừng vì mặc cảm không đâu mà giết chết một ân tình. Vết thương trên mặt còn chữa được, nhưng vết thương lòng thì không chữa được đâu. Sơn, con hãy vì mẹ, vì những người thương con mà vui sống, để mẹ được kêu dài tuổi thọ lúc tàn niên. Sơn, chú có nghe mẹ nói không? Đạo làm chồng chú không vẹn dữ, không lẽ chú muốn làm đứa con bất hiếu nữa sao? Mẹ, con xin lỗi mẹ. Cẩm Tú em đó, vậy có phải vui không? Anh bảo đảm là chỉ một thời gian, anh sẽ trả lại cho Sơn khuôn mặt cũ. Anh Vinh, em cảm ơn anh. À Liên à, trời còn khuya lắm, em đưa mẹ vô nhà nghỉ đi em. À, vào nhà đi con, để cho tụi nó tâm sự. À, ông Hai à, ngày mai ông Hai dọn dẹp nhà cửa để rước Sơn về nha ông Hai. Ông Hai, hình như có tiếng. Ăn trộm, ăn trộm. Một trong hai người mới biết được đó có phải là tình yêu thật hay là ảo tưởng. Trời ơi, chính Bảo là người đã vì yêu mà gây cho mặt Hồ Yên vậy sao? Và phải trả một giá quá đắt cho sự điên cuồng này. Anh Bảo,
rất tiếc cho anh. Anh Bảo. Thôi, tất cả hãy vào nhà đi, để tôi đi báo cho nhà chức trách. Sơn và Tú, bây giờ thì không có gì chia cắt được các em nữa đâu. Dần trên những vết đau đời người, đời còn gọi tên nhau, cuộc tình ngày đó chưa nhạt phai, chờ muôn sớm mai em về. Gặp lại nhau khi nắng đã phai dần trong vùng tuổi xuân, buồn tình và tình yêu đôi lúc qua cuộc đời như dấu chân âm thầm. Đời còn gọi tên nhau, cùng tình ngày đó chưa nhạt phai, cùng những giấc mơ thân biên. Ân tình cũ sao bao năm đi qua đời nhau, bỗng một ngày nghe như nuối tiếc trong tâm hồn. Tình yêu đã thiên thu nửa đời, cách xa rồi vẫn còn một chút bâng khuâng. Gặp lại nhau khi nắng đã phai dần trên vùng tuổi xuân, vui buồn tênh và tình yêu đôi lúc qua cuộc đời như những dấu chân. Đời còn gọi tên nhau,